Hello, xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ tiếp tục mang đến cho anh em sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu hát karaoke. Và sản phẩm này là một âm ly karaoke hàng bãi Nhật nha anh em. Sản phẩm này sẽ đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng là BMB và tên model là DA5. Để anh em Digital Echo. Một âm ly mà có echo thì nó là âm ly karaoke nha anh em. Đây anh em nhìn thấy đây, phông chữ của sản phẩm là in hoàn toàn bằng tiếng Nhật cho anh em. Đây phông chữ bằng tiếng Nhật cho anh em. Đây con này thì có một cái thiết kế rất là đẹp luôn anh em à. Ở đây thì ngay phần trung tâm của nó thì sẽ có một cái đèn LED và nó sẽ nhảy hai điệu nhạc cho anh em. Đây giờ Dược sẽ mở volume nhạc lên thì nó sẽ nhảy lên em. Đây nhảy nhảy nhấp nháy thì rất là đẹp anh em à. Đây Nhật tắt volume đi thì nó sẽ không sáng rồi nha anh em. Hiện tại thì Nhật chưa cắm loa, nếu mà cắm loa thì nó sẽ phát nhạc cho anh em. Hiện tại Nhật chưa có cắm loa. Và cái nút để mà điều chỉnh con này thì cũng cực kỳ là đơn giản luôn em à. Nhưng mà trước khi giới thiệu sơ qua về cách điều chỉnh của sản phẩm này thì Nhật sẽ giới thiệu sơ qua về hình thức cũng như là về thiết kế sản phẩm trước. Về hình thức thì sản phẩm này còn mới là khoảng 90% nha anh em. Nói chung về nó cũng còn rất là mới anh em à. Đây hình thức rất là đẹp nha anh em. Đây mặt sau của sản phẩm. Đây Nhật sẽ giới thiệu qua về thông số cấu hình của mặt sau trước đã anh em. Sản phẩm này sẽ được trang bị rất là nhiều chặt loa anh em à. Tổng cộng là 8-12 chạp loa nha anh em. Đây là thông tin in và tem sản phẩm nha anh em, cấu hình của sản phẩm. Con này thì sẽ có tên model là DA5. Điện là 100V và công suất là đến tận là 370W rồi anh em à. Hàng chuẩn là Made in Japan, số series của sản phẩm. 370W thì phải nói là một công suất và phải nói là cực kỳ là lớn nha anh em. Trong tầm giá mà chỉ có 4.8 triệu thì rất khó để tìm một âm ly mà có mức công suất này nha anh em. Bên cạnh là cái cổng kết nối tín hiệu nguồn vào của sản phẩm. Đây rất là đầy đủ các cổng từ CD, AUX 1, 2 và BGM. Đây những cái cổng mà mình sẽ hay sử dụng nhất là CD, AUX 1, 2 và BGM nha anh em. Và bên đây là cái cổng mà để cắm micro anh em. Micro A và micro B ở đây nha anh em. Còn lại nó còn có một số cổng anh em, mà những cái cổng này nó sẽ không quan trọng nên Nhật cũng sẽ không giới thiệu nhiều về những cái cổng này. Đây mặt trước của sản phẩm anh em. Đây về mặt trước của sản phẩm về cách điều chỉnh thì cũng rất là đơn giản, mình cùng đi qua về phần nửa trên của sản phẩm trước. Nửa trên của sản phẩm anh em thấy là hai cái volume này là để chỉnh cho phần nền nha. Đây anh em, đây mình chỉnh lên cao thì nhạc nó sẽ nháy cái điệu nhạc cho anh em. Còn đây là volume của hình phần microphone để anh em mà cắm mic vào hát karaoke anh em. Còn bên cạnh là ba cái nút này để lần lượt là điều chỉnh về ba lăng, echo và một nút để điều chỉnh monitor. Chức năng này thì nó cũng không quan trọng nha anh em. Còn bên dưới thì anh em sẽ thấy là nó sẽ chia ra thành ba cái nút là một phần anh em. Ba nút là một cái phần. Và những cái này thì sẽ tượng trưng cho những tính năng khác nhau. Đây anh em, đây là phần nền nhạc để điều chỉnh về bass, về giải mid, về giải treble của phần nền nhạc. Còn bên đây là để điều chỉnh về giải bass, giải mid và giải treble của phần micro. Còn đây là cái dùng để điều chỉnh về phần echo cho anh em. Echo hai cái mức độ điều chỉnh là thông thường là một cái là delay, một cái là repeat cho anh em. Đó là độ trễ và độ nhạt lời của giọng nói khi mà chúng ta hát. Còn đây là các volume phụ mà điều chỉnh về cái micro anh em. Volume mới điều chỉnh micro A và B. Và volume để điều chỉnh micro 1 và 2. Cho anh em micro 1 và 2 thì chúng ta thấy là hai cái cổng mà cắm micro 1, 2 thì tượng trưng cho hai cái volume này. Còn AB thì ở phía sau thì có hai cái cổng mà cắm micro mà Nhật cũng đã giới thiệu với anh em. Đây anh em, cổng cắm micro AB ở đây.
nếu anh em cấm cổng nào thì anh em chỉnh volume ở cổng đó. Nói chung thì cách để mà điều chỉnh sản phẩm này thì cũng cực kỳ đơn giản anh em à. Và bây giờ Dược sẽ test luôn chất âm của âm ly BMB DA5 để cho anh em cùng thưởng thức và chất âm khi nghe nhạc của nó trước, rồi Nhật cũng sẽ có một cái video để mà test về khả năng hát karaoke của sản phẩm sau. Rồi mời anh em. Và hiện tại thì Nhật đã kết nối đầy đủ các dây tín hiệu nguồn vào anh em à. Và dây tín hiệu thì Nhật đang kết nối với dây qua cổng là CD nha anh em, kết nối với cái CD của Nhật. Và cặp loa là cặp loa Sibel 3 tấc và chép còi, tên model là 112M. Đây, và bây giờ Dược sẽ mở luôn volume nha anh em. Đây là volume sản phẩm. Đây, Dược cũng đã chỉnh bass và treble và nha anh em. Bass và treble. Chất âm của dòng này phải nói là cực kỳ là mạnh luôn em à. Con này cho một giải bass rất là chắc của anh em, chép thì rất là sâu của anh em à. Dòng này thì dòng karaoke anh em thông thường thì được tinh chỉnh cho chất âm nó vang mà nó dội hơn so với những cái dòng nghe nhạc anh em. Nên anh em nghe chơi dòng này mà anh em nghe nhạc thì cũng rất là thoải mái để mà phối ghép với những cặp loa mà thuộc dạng khó tính anh em à. Rồi, và trong video sau thì Nhật sẽ tiếp tục test luôn về khả năng karaoke của sản phẩm. Rồi, xin chào tất cả các anh em.